Ok, hello và xin chào tất cả anh em, chào tất cả anh em trở lại với channel của mình là DP đây. Hôm nay mình sẽ thực hiện thử thách thứ hai của Ngọc Rồng, đó là úp nick sơ sinh lên 16k sức mạnh của một bạn. Đó, thì đã thử thách cho mình, thì mình sẽ làm theo thử thách đó, ok anh em. Nick.vn là hệ thống bán tất cả link game online tự động lớn nhất Việt Nam. Mới đây, Nick.vn cập nhật thêm một danh mục hệ thống dịch vụ tất cả game online như là Ngọc Rồng, Làng Lá, Hải Tặc Tí Hon, Hiệp Sĩ Online và rất nhiều game khác nữa. Đặc biệt, web có thể mua vàng ngọc rồng với giá 1.000 Việt Nam đồng. Tất cả đều tự động 100%. Mua vàng mua ngọc, truy cập ngay nick.vn. Được rồi anh em, thì đó là cái thử thách đặt ra cho mình trong cái video trước. Đây là thử thách thứ hai. Và thử thách này mình sẽ làm thử thách này. Thì chúng ta sẽ bắt đầu chơi mới. Ok anh em, bắt đầu vào thử thách luôn, không lằng nhằng nữa. Được rồi, bây giờ chúng ta phải tạo tài khoản. Thì mình chơi sai ra nha anh em. Mình vẫn chơi sai ra. Mình sẽ chọn Kakarot nhá. Hay là Kakarot đi, đúng rồi, Kakarot. Và bây giờ mình sẽ đặt tên nhân vật. Những cái đơn giản nhất trong những thử thách đó là phải đặt tên nhân vật trước á. Úp lên 16k sức mạnh nó cũng phải đơn giản đâu em, nó cũng mất thời gian khá nhiều. Nhưng mà nếu mà bạn ấy đã, em ý đã đặt cho mình thử thách đó thì mình phải làm thôi. Được rồi, mình sẽ đặt là thử thách 01, 02 nha anh em. Thử thách 02, tạo mới, ok. Có vẻ là hơi lag. Được rồi, tiếp tục, bây giờ mình sẽ làm những thao tác cơ bản đi, không phải nói nhiều nữa. Đương nhiên chúng ta phải làm những cái nhiệm vụ như này rồi. Đấy, ra ra các thứ nữa. Mình khá là thú vị khi anh em đặt cho mình cái thử thách như này. Một cái thử thách khá là thú vị. Úp sơ sinh từ lúc mới lập, úp lên 16k sức mạnh. Rất là tuyệt vời, mình sẽ cộng thêm một số thứ linh tinh và bây giờ mình sẽ đi để ra đi làm nhiệm vụ á. Mình phải làm nhiệm vụ anh em, làm nhiệm vụ thì mới úp được. Đó, thì bây giờ mình sẽ làm đánh 5 con mộc nhân đầu tiên. Ok, đánh 5 con mộc nhân nhá. Xong rồi anh em, bây giờ mình sẽ trả nhiệm vụ cho ông Baragus. Rồi, trả nhiệm vụ xong mình được vẫn 20 ngọc anh em. Mình không dùng bùa, thử thách là úp đệ sư sinh lên không dùng bùa nha anh em. Chắc chắn là sẽ không dùng bùa, không mua tiêu ngọc luôn. À bên này à, mình nhầm đường. Bây giờ mình sẽ sang bên này và tiếp tục làm nhiệm vụ tiếp theo, đó là nhặt đùi gà. Đây, đánh con này này. Được rồi, mình sẽ đổi khu không người nha anh em. Khu không người đánh sẽ úp và dễ đánh, sẽ dễ đánh hơn. Được rồi, 10 cái đùi gà bắt đầu. Được rồi anh em, hiện tại là mình đang tour rank đoạn này. Thì hiện tại Lick.vn đang bán giá ngọc là X8 và giá vàng là 3K2. Và mua trên 10K đấy anh em. Tức là mua trên 10K sẽ có giá là 3K2. Anh em truy cập ngay Lick.vn để mua tham khảo giá vàng và giá ngọc nha anh em. Khá là phê. À đù, chết anh em ạ. Đậu xanh chết. Bây giờ mình phải về nhà nha, mình không hồi sinh đâu. Mình hồi sinh là mình sẽ dùng ngọc, coi như là mình sẽ mất ngọc. Mình sẽ để nguyên ngọc, mình sẽ không dùng ngọc. Và hồi sinh thì về nhà sẽ bị trừ sức mạnh như sao vậy. Thì bây giờ mình sẽ về nhà. Được rồi đấy, về nhà thì thu hoạch mấy viên đậu và bây giờ tiếp tục quay lại thôi. Xong nhiệm vụ này, bây giờ mình sẽ lâng một ít vào không biết phải lưng và lưng sẽ đánh hay lưng HP nhỉ? Bây giờ lưng HP cho châu nhỉ? Ok, mình sẽ lưng HP đi. À, mình nghĩ lại rồi, chắc là mình lưng sẽ đánh anh em ạ, không nên lưng HP. Bây giờ cần ít một ít sự đánh. Bây giờ mình sẽ qua bên tìm kiếm sao băng. Ok, bây giờ mình được 2k sức mạnh rồi. Thì với số mạnh này mình úp lên 16k cũng khá là khó khăn. Ê, thằng bé đây rồi, bây giờ mình gặp thằng bé, mang thằng bé về nhà nha anh em.
Rồi anh em tiếp theo nhiệm vụ của mình là đánh 3 con heo này và 3 hành tinh, và mình sẽ đổi khu không người và úp nha anh em. Làm nhiệm vụ thôi. Đến con trái đất này này nó hơi khó he he. Xong rồi, bây giờ mình sẽ qua bên 5 mech. Đó, ba con lợn nòi 25 mech nữa là chắc là được rồi. Ba con này xong rồi mình được 4k tiềm năng sức mạnh, khá là ngon. Như tầm 10k sức mạnh trở lên là cũng hơi khó anh em ạ. Đây, mình sẽ đánh con này. Ba con thôi, đổi khu ít người nào rồi đánh thôi. Đánh mấy con này khá là tốn đậu anh em ạ, thì úp còn tốn đậu hơn, mình úp là mình phải về nhà thu hoạch đậu liên tục anh em ạ. Bây giờ mình sẽ trả về nhiệm vụ nha anh em. Được 4k tiềm năng sức mạnh khá là ngon rồi. Được 4k thì không có gì là tuyệt vời nữa. Trả nhiệm vụ nào. Thu hoạch đậu luôn này. Tiện tay thu hoạch đậu luôn này. Yeah, bây giờ mình được 9k sức mạnh rồi anh em. 9k. Với nhiệm vụ tiếp theo là đặt 16k sức mạnh, đó là nhiệm vụ mình cần phải làm trong cái thử thách này. Quá là tuyệt vời. Bây giờ mình sẽ nâng một ít vật chỉ số linh tinh, sau đó mình sẽ đi úp. Úp là không dùng bùa anh em, không dùng bùa, úp chay. Đeo cờ, có phép được đeo cờ. Lần này mình sẽ dùng cái skill Garrick cấp 2 level 2 này anh em. Đó thì lần qua một tí cũng khá ổn. Xem còn gì không nào. Ăn thêm một cái đùi gà đi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua bên má bên cạnh đồi hoang và úp sức mạnh lên 16k sức mạnh từ sư sinh lên 16k sức mạnh không dùng bùa. Ok anh em, cái găng này lúc mình úp nhiệm vụ được ấy, không phải là mình mua số thôi anh em, lúc mình đánh mấy con quái được ấy. Bây giờ mình sẽ chuyển khu là không người và mình sẽ tiếp tục nhiệm vụ thử thách 16k sức mạnh. Mà mình không biết mình có hoàn thành không. Ok anh em, cùng chờ nhá. Ok anh em ơi, mình đang úp dở thì mình nhận được cái này nước phép, không biết là cái gì, cái này là như cái này tích nước phép này để đổi cái gì đó, để ép cái gì, ép đồ, cái này để ép đồ. Ok anh em, tiếp tục úp thôi, sắp lên 16k rồi. Mê nó anh em ạ, đang úp thì hết đậu mới cả chết về nhà, bây giờ mới lên được 11k thôi. Bây giờ mình phải cố gắng ngồi chờ đậu nó thu hoạch thôi. Mình chờ lúc mà viên đậu từ cấp 5 này, đậu thứ 5 này để mình thu hoạch xong mình đi ra úp tiếp. Cứ khoảng ôm được khoảng tầm một lúc là mình về nhà thu hoạch đậu rồi anh em ạ. Không có đậu thì không làm sao không úp được, vì không dùng bùa, đậu thì ít, đậu thì đậu cấp 1 mình không lưng được vì hiện tại mình không đủ vàng anh em ạ. Đây, không đủ vàng luôn, chán luôn. Và lỗi mình úp được một ngọc nữa thành 21 ngọc rồi anh em, khá là ngon. Hay không biết xong rồi. Ok, mình sẽ thu hoạch đậu và mình sẽ sang rất tiếp tục úp tiếp nha anh em. Thử thách bản thân mà. Hay cố lên nào, mệt thấy hơi chán chán đấy, úp khoảng hơn một tiếng rưỡi rồi đấy. Chọn khu là không người và tiếp tục úp thôi nhá, sắp được lên 16k rồi, cố lên. Mấy ca cuối là rất khó anh em ạ.
Yeah, cuối cùng mình đã thành công. Cuối cùng mình đã xong nhiệm vụ thử thách đạt từ sư sinh lên 16k sức mạnh. Yeah, quá là tuyệt vời. Mất quá là nhiều thời gian anh em ạ, mệt quá. Bây giờ mới xong rồi. Thì tất cả cảm ơn anh em đã xem video và cảm ơn em đã đặt ra một cái thử thách cho mình. Thì bây giờ mình sẽ xin phép kết thúc video và đã hoàn thành thử thách thứ hai. Và anh em là có nhu cầu đặt ra thử thách cho mình, hãy comment ở phía dưới nhá. Mình sẽ xem có làm được không và mình sẽ làm. Và thử thách thứ ba. Ok anh em, và chúc anh em một ngày vui vẻ và đừng quên ấn like, share, chia sẻ video nhá. Xem thêm thì ấn 2 video này nha anh em. Nhớ subscribe nhá.